Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm một cái clip ở ngoài trời cho các bạn, mô tả cho các bạn cái những cái đồ mà thường thường là mình đi săn mình hay dùng. Này, các bạn thấy không? Cái này là cái khăn trùm đầu á. Trùm đầu có thể trùm kín tay, kín mặt luôn. Đây này. Đó. Một bộ đồ của mình đi săn là như vậy. Các bạn nhìn thấy không? Thường thường là như vậy. Phía sau mình là một chiếc ba lô. Các bạn nhìn thấy không? Ba lô nó tiệp với màu cái khăn trùm của mình luôn. Cái này là một bộ các bạn nhé. Đây. Mình có một chiếc nón nữa. Đấy, các bạn thấy không? Tiệp màu luôn nhá. Ba lô này nó là cái ba lô mà nó có dung tích khá là lớn các bạn nhé. Dung tích nó vào tầm khoảng 15 lít. 15 lít thì các bạn biết là một cái bình nước 20 lít thì ba lô này nó nhỏ hơn chút xíu. Thì dung tích của nó khá là lớn. Các bạn nếu mà các bạn đi săn ấy, hoặc là các bạn đi phượt, hoặc là các bạn đi sinh tồn, các bạn có thể dùng chiếc ba lô này đựng rất là nhiều đồ nhé. Thì chi tiết về cái ngăn thì mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Đây này, bên hông thì nó có những cái kiểu những cái hốc này để mình có thể đựng đồ, chai nước hay gì đó. Đây thì hôm nay mình đem theo một cái cần này thì không phải là câu cá, mà hôm nay mình chỉ đem đi để mình ngoắc chim thôi, mình lấy chim cho nó dễ thôi chứ không phải là câu cá. Cần này là cần lua nhá, lua câu cá lóc, nhưng mà mình hôm nay không câu cá. Đây, các bạn thấy không, hai bên nó đều có cái hốc. Cái này là mình để một cái ca nước. Đây, một cái ca nước có thể là dùng để uống cà phê hay gì đấy. Có rất là nhiều ngăn các bạn nhé. Đây, mình cho các bạn xem sơ qua. Đây, rất là nhiều ngăn đựng rất là nhiều đồ, mình sẽ đeo cho các bạn xem, rất là thoải mái luôn. Cái dòng này là dòng cao cấp nên rất thoải mái các bạn. Phía bên cạnh mình là cái một cây sổ, cây da cảo. Cháo chả nó bay về khá là nhiều nhưng mà mình không có bắn. Mình chỉ bắn chim lớn lớn thôi. Thì nhân tiện lúc rảnh rỗi thì mình quay cho các bạn xem chi tiết về những cái sản phẩm mà bên mình hay dùng. Đây. Cái này là găng tay chống nắng các bạn nhé. Còn đây là cái găng tay hở ngón. Thì các bạn đi thì các bạn bắn lá thì vẫn có thể dùng bình thường được, hoạt động bình thường nhé. Bên này thì chúng ta ví dụ bắn tì hay là bắn ôm thì cái phần này nó sẽ làm giảm tình trạng là bị chai tay, còn tay của chúng ta vẫn có thể là hoạt động bình thường, cầm nắm bình thường, cầm bi bình thường. Cái găng tay này rất là thoải mái luôn bạn. Đấy, các bạn không cần phải mặc áo khoác. Mình rất là thích cái kiểu găng tay như này, nó rất là nhẹ nhàng mà nó chống nắng, hầu như là mình không bị nắng nhiều. Đây này, bây giờ mình che lên cho các bạn xem nhé. Đó, thì hầu như mình chỉ có đen phần này thôi. Mình có đi về nhà thì mình đi nắng nhiều thì nó cũng bị ảnh hưởng, nó nhưng mà nó đen một chút xíu thôi. Còn cái phần mặt của mình ấy, nó che hết rồi, cho nên không bị đen nữa. Đấy, các bạn thấy không? Dưới cổ mình là một cái khăn, cũng là khăn trùm luôn, nhưng mà đó. Các bạn thấy không, cái khăn trùm này á, thì nó không trùm toàn đầu mà nó chỉ trùm nửa phần mặt thôi và phần cổ thôi. Thì mình có thể mình dùng hai cái này mình hay dùng, nhưng mà hôm nay mình để che cổ che phần gáy để cho tránh tình trạng là nắng cổ và nắng gáy. Thì hôm nay mình dùng cái khăn trùm toàn bộ đầu này thì mình thấy nó tiện hơn. Các bạn có thể là che lên tít ở trên được, rất là thoải mái luôn. Đấy.
chi tiết về sản phẩm thì mình sẽ để hình ở phần phía sau phần mô tả các bạn nhé. Đây là ba lô. Ba lô dung tích tầm khoảng 15 lít. Nhìn sơ qua các bạn đã thấy không? Thì một cái ba lô nó mình để đồ đủ đồ ấy thì nó sẽ là như vậy. Quay ngang cho các bạn nhìn. Dung tích khá lớn các bạn nhé. Thì mình ước tính nó tầm khoảng 15 lít. Các bạn biết cái bình nước 20 lít thì nó như nào ấy? Thì ba lô này nó dung tích khoảng 15 lít. Đây là mình để đồ khăn ở bên phía trong. Còn phía trước thì mình vẫn để vẫn còn trống rất là nhiều. Đây, cơ bản thì nó là như vậy. Bây giờ mình sẽ dở đồ ra cho các bạn xem được bao nhiêu đồ nhá. Đây, nó này thì mình để bên ngoài rồi. Đấy, chi tiết sản phẩm nó rất nhiều cái. Cái chỗ để chúng ta. Ví dụ như cái khóa của mình, khóa móc đồ. Rất là tiện luôn. Còn những cái tai đeo ấy, rất là tiện. Hai bên hông của này không? Bên hông này là cái những cái hộp để đựng chai nước. Các bạn đi ấy, các bạn khát nước, các bạn có thể để chai nước bên cạnh. Cái chai này là chai 2 lít. Rất là tiện luôn. Bên này các bạn nhé. Bên này thì mình có một cái ca. Nhưng mà ca là một ca nhỏ. Cái ca này của mình là 700. Cái này cũng khá lớn luôn. Rất là lớn luôn. Đây, mình mở trước ra cho các em nhé. Ở đằng trước này có một cái ngăn nhỏ. Đây, ngăn nhỏ này thì mình để. Có thể để vật dụng. Ở đây thì mình để cái nào tiện sử dụng. Thì nó có một ngăn nhỏ này, các bạn nhìn thấy đấy, một ngăn nhỏ này bằng một bàn tay của mình. Khóa rất là vừa màn các bạn nhé. Để mở ngăn trước ra. Thấy không? Xô ra các bạn xem nha. Mình để một cái găng tay, một cái khăn trùm mặt. Trong đây là một cái con máy quay. Đây là một máy quay luôn. Hai máy quay này. Một cái ống nhòm đo khoảng cách. Đấy, các bạn. Nói chung là cái ngăn nó khá là rộng luôn. Thì, đây là một cái đèn. Một cái đèn hiệu Convoy C8. Ví dụ như là các bạn có thể là dùng chiếc ví này để đây. Rất là vừa luôn. Các bạn có thể để nó dùng khác. Năm này thì mình để một chiếc sạc dự phòng. Các bạn thấy không? Vừa hay một chiếc sạc dự phòng luôn nhé. Khá là nhiều đồ đúng không? Ở đây thì có những cái ngăn nhỏ các bạn này. Các bạn có thể là gài những cây viết. Đấy, cây viết. Đấy, một cái móc treo đồ gì đó. Ngăn này thì mình dùng đựng những cái dây sạc điện thoại hay là sạc cam. Khá là nhiều đồ mình đựng đây. Trước này thì có một ngăn khá lớn, ngăn toàn diện luôn, nó sâu đến tầm này luôn. Thì ví dụ như các bạn có thể dùng iPad hoặc MacBook chẳng, các bạn có thể để vừa đây nhé. Ngăn hoặc là sách, các bạn để sách. Đó là một ngăn lớn. Bên dưới này nó cũng một ngăn lớn luôn này. Các bạn có thể để sách tập gì đó. Thì cái ba lô này nó phục vụ cho việc là các bạn đi chơi, đi picnic hoặc là đi phượt các thứ thì nó dung tích khá là lớn. Là một, thứ hai là nó khá là nhiều ngăn đấy. Khá nhiều ngăn để chúng ta phân đồ ra đây. Phía bên dưới này. Phía bên dưới này các bạn thấy không? Nó cũng là một cái ngăn luôn. Đấy. Thì mình để khá là nhiều đồ. Bây giờ mình sẽ đóng cái ngăn lại nhé. Ngăn chính thì mình hôm nay mình để quần áo, mình thử xem được bao nhiêu bộ đồ. Đây, một chiếc áo này, hai cái, ba cái quần nhá, một quần dài nữa, hai quần sọc, các bạn thấy không? Hai quần sọc. Đây, bên dưới này khá là nhiều áo luôn, hai chiếc áo nữa này. Đây mình để thử 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái áo. Đấy, thì tổng cộng thì mình để được khoảng 10, 12, 13 chiếc cả toàn quần. Để nếu mà với số lượng áo quần như thế các bạn tha hồ thay. Bên trong của nó này, các bạn nhìn thấy không? Bên trong thì đằng sau thì nó có một cái lớp, một ngăn
ngăn này thì nó khá là trống. Nói chung là bạn phân đồ ra quần áo, quần xịt, quần triệt thứ các bạn phân đồ ra thì rất là tiện luôn. Thì đằng sau nó cũng có một ngăn kéo luôn. Nói lại là nó rất là nhiều ngăn, nó rất là nhiều cái khoảng trống để cho các bạn phân đồ ấy nó dễ. Đó, đây là cái ngăn chính. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn thêm một số ngăn phụ phía sau. Mình quay phía sau cho các bạn đây. Đấy, quay của nó. Mình sẽ quay thêm một ngăn phụ phía sau. Đây, các bạn thấy không? Đó. Đó, ngăn phụ. Ngăn này rất là rộng luôn. À, chủ yếu là để phân đồ ra cho nó tiện, cho các bạn sử dụng tiện đấy. Hoặc là ví dụ những cái chi tiết quan trọng ấy, các bạn có thể để những ngăn này ở giữa này. Nói tóm lại là MacBook hay iPad thì các bạn có thể để ngăn giữa để giảm tình trạng nó va đập khi các bạn di chuyển ấy. Thì ở bên giữa nó là cái ngăn quần áo, nó sẽ êm, đằng sau thì nó có một lớp mút thì nó sẽ êm. Thì mình khuyên là các bạn nên sử dụng những cái MacBook hay thứ các bạn để cái ngăn này này giáp phía sau này nó tốt nhất các bạn nhé. Khá là nhiều ngăn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu tổng quan về cái chi tiết của cái túi này nhé. Các bạn thấy không, đây là một cái quai đeo này. Quai đeo mà các bạn nó khá là dày, nó khác với quai đeo bình thường. Đấy, các bạn thấy không, nó dày, nó rất là dày. Nó lại có một cái lớp mút, nhìn nó cũng khủng khủng thế nào ạ. Nói chung là nhìn nó hơi cụ mịch, nhưng mà cái gì nó có thiết kế của nó các bạn nhé. Ngay cả phần sau này này, đây này, nó cũng có một phần gờ lên, một cục gờ lên. Bên trong là lớp xốp mút các bạn nhé. Thì cái quai đeo này nó có tác dụng là khi các bạn đeo vào ấy, thì các bạn di chuyển một thời gian dài chẳng hạn ấy, hoặc là cái đồ đựng trong cái ba lô nó nặng, thì các bạn di chuyển nó sẽ tránh tình trạng các bạn nó cọ sát vào cái cơ thể các bạn ấy, nó gây ra tình trạng là giáp vai hoặc là giáp cái lưng chẳng hạn ấy. Thì nó, cái xốp này, mút này nó hỗ trợ các bạn làm êm, nó sẽ áp sát vào cơ thể các bạn là êm, nó không gây xảy ra tình trạng là bị giáp vai. Mình đã sử dụng một số các loại túi sách, cái ba lô đeo thông thường thì mình cảm thấy là cái quai nó rất là quan trọng. Mình dùng một thời gian ấy, mình đeo một thời gian đồ nó hơi nặng chút xíu thôi là mình bị rát hết hai cái vai, do là hai cái này nó tì vào nó rát hết cái vai, hoặc cái lưng của mình rất là nóng. Nhưng mà cái này ấy, nó có một lớp mút này ở giữa là một khe hở nó dọc xuống lưng mình, hai phần này nó sẽ áp sát vào hai phần sườn hai bên này, thì nó sẽ giảm tình trạng là nóng cơ thể. Thứ hai là khoác hơi ở xuống lưng này cũng rất là dễ chịu. Đây là một cái thiết kế ấy, người ta đã tính toán hết rồi thì rất là thoải mái, rất là dễ chịu luôn. Đây này, cái này khi chúng ta đeo vào thì nó sẽ giữ cố định, ít bị xảy ra tình trạng là rung lắc càng nhiều thì khi chúng ta di chuyển nó càng khó chịu. Đấy, quai đeo chúng ta có thể là kéo ngắn lại cho nó vừa với cơ thể chúng ta. Đấy, bên dưới nó cũng có một cái quai đeo luôn các bạn, bên dưới này quai đeo luôn thì giúp cho việc là giữ chắc cái ba lô trên vai, di chuyển nó sẽ không bị khó chịu. Phía sườn này thì nó có những cái chi tiết thắt lại, ví dụ như chúng ta để chai nước vào ấy, như vậy. Bây giờ mình sẽ mở ra nhé. Chúng ta để chai nước vào như vậy. Các bạn thấy không? Thì khi mà chúng ta di chuyển thì nó sợ rung lắc thì chúng ta có thể cài thêm vào. Hoặc là như một số những cái chi tiết mình đi, mình sử dụng cái cây, cái cần chẳng hạn ấy, mình sẽ gài vào đây thì mình sẽ cố định vào cái điểm này. Có những quai như này thì sẽ móc vào những cái cần làm giảm tình trạng nó rơi rớt. Phía trước này có những cái lân tai này, chúng ta có rất nhiều cái công dụng. Mình nói đơn giản là như cái khóa này của mình ấy, thì mình gài vào rất là tiện luôn các bạn thấy không? Đấy, rất là chắc chắn, rất là tiện. Rất nhiều đồ để chúng ta có thể treo lên, ví dụ như là chiếc nón này chẳng hạn nhé. Chiếc nón này chẳng hạn thì mình có thể là gài đây nếu mà chúng ta không sử dụng nữa, trong cái quá trình đó không sử dụng được chúng ta gài lại. Các bạn thấy không, nó có rất nhiều cái chỗ để chúng ta gài để chúng ta sử dụng, rất là hay. Nhưng mà thiết kế cái túi này là cái túi mà đa năng phượt, hay là chúng ta đi được rất tuyệt vời luôn. Sơ qua về những công dụng của cái chi tiết, ngay cả cái phần thiết kế của cái túi ở bên sườn này nó cũng có nhiều cái rất là hay luôn các bạn nhé. Đây là cái phần dính vặn, ví dụ như chúng ta để những đồ gì mà nó nhỏ gọn chẳng hạn, chúng ta sợ rớt chúng ta sẽ dính nó lại, nó rất là chắc, không sợ rớt. Ok, bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem những cái tổng quan về những cái ngăn đựng các thứ cho các bạn xem chi tiết gần hơn nhé, cận cảnh hơn nhé. Trước tiên là mình giới thiệu các bạn cái ngăn này, cái ngăn nhỏ này.
cái ngăn nhỏ này thì nó khá là tiện. Ví dụ các bạn để những cái sản, cái vật dụng nào mà các bạn cần thiết ấy, khi các bạn di chuyển chẳng hạn, các bạn cần thiết chẳng hạn, thì các bạn để bên ngoài chẳng hạn. Thì ví dụ như đây là mình, cái ná của mình nhé, thì khi mà mình di chuyển thì mình sẽ để phía sau đấy, hoặc là mình đút túi. Nhưng mà ví dụ như cái chi tiết như thế này thì có thể là nó tiện cho chúng ta là để nhanh một cái ngăn bằng bàn tay của mình. Khóa, chi tiết khóa các bạn có thấy không, nó rất là êm luôn, rất là mượt mà luôn. Nói chung là khóa tốt thì nó sẽ êm và mượt mà. Cái vải này của mình ấy, là cái vải mà kaki các bạn nhé, kaki chứ không nói phong, nó sẽ bền cái túi của sản phẩm của mình hơn. Túi này không phải là cái túi mà chống nước, cho nên là sử dụng cái vải kaki nó sẽ bền và đẹp. Đây, các bạn này, những cái chi tiết khóa này, khi mà chúng ta kéo nó hai khóa thì nó tiện cho chúng ta có thể là kéo tay trái hoặc tay phải, nó rất là tiện mở ra nó một cái ngăn lớn, một ngăn lớn luôn. Đấy, rất là lớn luôn, các bạn thấy không? Đó, nó cực kỳ lớn luôn, cực kỳ lớn. Đấy, các bạn thấy không, rất là nhiều ngăn để chúng ta chứa đồ. Cái mình muốn nói là nó tiện dụng là nó có sẽ nhiều, chia nhiều ngăn ra để chúng ta chia đồ cho nó thích hợp, phù hợp với từng cái sản phẩm. À, vừa nãy thì mình có quay tổng quan cho nên là có thể các bạn sẽ không nhìn thấy được cái ngăn, cho nên cái đoạn này là mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây, trái nước mình bỏ ra nhé, mình quay cho các bạn tổng quan này, nó có bao nhiêu ngăn. Đây, các bạn thấy không? Đây này. Wow, đây, một cái ngăn lớn, khá là lớn luôn. Đây. Phía trước nó cũng vậy, có một ngăn lưới. Cái lưới này nó có một cái hay như này nhé, tức là các bạn để đồ trong đây. Đôi khi các bạn không biết bên trong nó có cái gì đúng không, nhưng mà nhìn qua cái lưới thì các bạn có thể biết ngay là có những cái gì các bạn lấy là dễ. Đây. Nó cũng có tác dụng riêng của nó, nó khá là hay là như vậy. Đây, ok. Cái quai này các bạn thấy không, cái quai rất là hay, nó không phải là như quai thường, tức là quai này nó là cái dây sinh tồn luôn. Sản phẩm này nó thiên về là chúng ta đi phượt, đi sinh tồn gì đấy, thì cái tất cả những chi tiết nó khá là kiểu như là sắp xếp ấy, theo cái tính logic của nó, các bạn thấy không? Tức là nếu mà chúng ta khi mà cần thiết chúng ta vẫn có thể tháo cái dây này ra, tháo cái quai này ra để làm một cái việc gì đấy, đấy nó quan trọng thì chúng ta sẽ tháo ra. Đấy, nó rất là hay. Thông thường là chúng ta sẽ có một cái quai liền và không thể làm được cái gì với cái quai đó, nhưng cái quai này là cái dây sinh tồn luôn, người ta tết rất là chắc chắn. Và chiều dài của cái quai này rất là dài luôn các bạn nhé, nó rơi vào tầm chục mét đấy các bạn, gần chục mét. Này, phía đằng sau này các bạn thấy không, rất là xịn luôn. Mình cảm thấy cái những cái chi tiết này nó làm cho cái ba lô nó thân thiện với cơ thể chúng ta, không gây ra đau nhức hay là không gây ra nóng bức. Đó, ngăn phía sau này. Đây, đây mới chính là cái ngăn để chúng ta chứa những cái vật dụng như là iPad hoặc MacBook các thứ nhá các bạn nhé. Đấy, một cái ngăn lớn nằm ở giữa, đảm bảo an toàn. Lưng, phần lưng của chúng ta nó sẽ thẳng đúng không? Nó sẽ có cái phần mút này nó đỡ nữa, sẽ làm giảm tình trạng va đập, tránh tình trạng là hư hỏng cái sản phẩm MacBook hoặc là iPad của chúng ta. Đấy, đằng trước thì nó có quần áo che đậy rồi, thì các bạn có lỡ mà rơi rớt thì nó không có vấn đề gì lắm với những cái sản phẩm công nghệ như là iPad hay là MacBook các bạn nhé. Đây, cái này thì một cái ngăn lớn thì các bạn có thể chứa đồ những cái gì quan trọng tương đương thì các bạn có thể cho vào. Đây là tất cả những cái chi tiết về sản phẩm. Những cái chi tiết phụ này thì mình không nói làm gì các bạn nhé, nó là những cái chi tiết để chúng ta có thể móc đồ vào, tiện thôi, tiện dụng móc đồ thôi, nó cũng không có gì là đặc sắc lắm. Những cái gì mình giới thiệu các bạn nó đã mô tả hết cái sản phẩm này rồi. Giá cả của sản phẩm thì nó sẽ tùy theo cái từng thời điểm nhé, các bạn muốn mua hàng thì có thể liên hệ qua số điện thoại mình lưu trên màn hình. Chi tiết của sản phẩm như thế nào thì các bạn có thể là liên hệ trao đổi thêm về shop nha. Ôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Các bạn đừng quên bấm like và subscribe kênh của mình, bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Mình sẽ luôn cập nhật những cái sản phẩm liên quan đến
sinh tồn, liên quan đến picnic, liên quan đến dã ngoại, hay là liên quan đến việc mà chúng ta chơi ná, slingshot, câu cá. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.